Phan Châu Trinh, một người lớn lên trong tư tưởng Nho giáo, nhưng là người tiên phong khai dân trí theo hệ dân chủ. Tại sao Phan Châu Trinh lại có sự chuyển biến tư tưởng lớn như vậy? Hãy cùng theo dõi video sau. Từ năm 1885 đến năm 1902, thời kỳ bế tắc tư tưởng. Phan Châu Trinh sinh ra ở làng Tây Lộc, huyện Hà Đông, phủ Tam Kỳ, ngày nay là thôn Tây Hồ, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Năm 1885, đất nước xảy ra biến động lớn sau cuộc phản công của quân đội triều đình ở Kinh Đô Huế, do nhóm quan lại chủ chiến đứng đầu là Tôn Thất Thuyết, chỉ huy bị thất bại. Vào đêm mùng 5 tháng 7 năm 1885, tức ngày 23 tháng 5 âm lịch, vua Hàm Nghi đã xuất quân ra Tân Sở quản trị và ban bố dụ Cần Vương, kêu gọi nhân dân các nơi nổi dậy chống Pháp. Ở Quảng Nam, tổ chức Cần Vương được thành lập, thường gọi là Nghĩa hội, do Trần Văn Dư và sau đó là Nguyễn Duy Hiệu lãnh đạo. Cha của Phan Châu Trinh là ông Phan Văn Bình, một võ quan cấp thấp, tham gia phong trào Cần Vương, giữ chức chuyển vận sứ, phụ trách việc vận chuyển lương thực cho căn cứ Nghĩa quân ở miền Thượng Nguồn, huyện Tiên Phước, giáp giới huyện Bắc Trà My của tỉnh Quảng Nam ngày nay. Vì quân Pháp càn quét, khủng bố làng quê, nên gia đình Phan Châu Trinh phải tản cư lên chiến khu ở với người cha. Ở chiến khu hơn 2 năm, ông được người cha cho tập luyện võ nghệ, cung kiếm nhằm mục đích trở thành một chiến sĩ Cần Vương thực thụ. Năm 1887, xảy ra việc ông Phan Văn Bình bị sát hại, gia đình Phan Châu Trinh đành phải về quê nhà. Thời gian này, Nghĩa hội Quảng Nam cũng tan vỡ trước sức tấn công dữ dội của quân đội Pháp và Nam Triều. Chủ tướng Nguyễn Huy Diệu phải ra hàng để cứu đồng đội và bị hành quyết ở Huế. Từ năm 1887 đến năm 1901, trong khoảng thời gian này, Phan Châu Trinh sống trong tâm trạng bế tắc và bi phẫn. Trải qua thực tiễn, Phan Châu Trinh nhận thấy phong trào Cần Vương đã hoàn toàn thất bại. Vì đấu tranh vũ trang với vũ khí thô sơ thì không thể thắng được với vũ khí hiện đại của kẻ thù. Nhưng bản thân ông cũng chưa tìm ra phương pháp, chưa biết hướng đi nào để cứu nước hiệu quả, đành phải ôm tấm lòng cô trung sống ẩn nhẫn chờ thời. Từ năm 1903 đến năm 1905, thời kỳ tiếp nhận, thay đổi tư tưởng. Sau khi thi đỗ phó bản, năm 1903, ông được bổ nhiệm thừa biện bộ lễ tại Kinh Đô Huế. Việc ra sống ở Kinh Đô có thể nói là một bước ngoặt quan trọng trong sự thay đổi tư tưởng, đường lối cứu nước của Phan Châu Trinh. Huế lúc bấy giờ là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước. Ở đây tập trung nhiều trí thức nho học, học giả, tiếng tăm đương thời và có nhiều tân thư, sách mới được du nhập từ nước ngoài vào. Nhưng đồng thời ở đây cũng là nơi diễn ra tất cả mọi thứ xấu xa của chế độ phong kiến bù nhìn dưới sự thống trị của thực dân Pháp. Buổi đầu khi mới ra Kinh Đô làm việc, ông vẫn còn mang nặng ý thức hệ phong kiến của một tri thức, nho học, nên có lẽ Phan còn chút hy vọng vào triều đình nhà Nguyễn trong việc chấn hưng đất nước. Nhưng trong 2 năm tập sự tại Huế, Phan đã tận mắt chứng kiến sự hủ bại của triều đình. Vua chỉ là bù nhìn, quan lại thì ương hèn, chỉ lo luồn cúi, kiếm chức tước lợi danh, thi nhau đề nén, đục khoét dân lành. Vì vậy, sau một thời gian ở Kinh Đô, Phan đã hoàn toàn chấm dứt mọi hy vọng cải cách ở cái triều đình hủ bại bù nhìn này. Trong thời gian ở Huế, Phan Châu Trinh được một số tri thức tiến bộ như Thân Trọng Hủy, Đào Nguyên Phổ cho mượn nhiều sách mới viết về chính trị, lịch sử của phương Tây, được dịch ra chữ Hán như Trung Đông Chiến Kỷ, Phổ Pháp Chiến Kỷ, Doanh Hoàng Chí Lược, Châu Âu Thập Nhất Quốc Du Ký, Vạn Quốc Sử Cương Mục, hoặc các sách do các học giả Trung Quốc, Nhật Bản biên soạn như Mậu Tuất Chính Biến, Trung Quốc Hùng Âm Băng Nhất, Nhật Bản Tam Thập Niên Duy Tân Sử. Tân thư đã làm cho Phan Châu Trinh hoàn toàn thay đổi về tư tưởng. Từ một trí thức nho học với ý thức hệ phong kiến, ông đã chuyển hẳn sang ý thức hệ dân chủ tư sản. Sự thay đổi đó có thể nói là một cuộc cách mạng về ý thức hệ, từ tư tưởng quân chủ sang tư tưởng dân chủ. Học và tâm đắc với học thuyết mới ở Tân Thư, Phan Châu Trinh hầu như dứt khoát đoạn tuyệt với ý thức hệ cũ trước đây. Như lời Huỳnh Thúc Kháng đã thuật lại, tiên sinh được học thuyết đó như một trận gió mát thấu vào trong óc, thổi sạch cả những đám mây mù che đậy thuở này. Tư tưởng dân chủ đã giúp ông nhìn nhận chính xác thực trạng của đất nước, tìm ra con đường cứu nước phù hợp với giai đoạn lịch sử những năm đầu thế kỷ 20. Đó là con đường vận động duy tân, tự lực tự cường, làm cho dân giàu nước mạnh để tiến tới mưu cầu độc lập. Duy tân có nghĩa là đổi mới. Đổi mới ở đây là đổi mới ý thức hệ tư tưởng từ quân chủ sang dân chủ,
Cho nên có thể nói, cuộc Duy Tân đầu thế kỷ 20 là một cuộc cách mạng về ý thức hệ. Phong trào Duy Tân do Phan Châu Trinh và các đồng chí khởi xướng dựa trên nền tảng chủ thuyết dân chủ. Đối tượng đóng vai trò chính của công cuộc Duy Tân là nhân dân chứ không phải là vua. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử người dân được đóng vai trò chủ nhân của đất nước, và Phan Châu Trinh là chiến sĩ cách mạng dân chủ tiên phong ở nước ta, truyền bá tư tưởng dân chủ đến nhân dân. Như vậy, từ một thiếu niên theo cha tham gia phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19 đến thủ lĩnh của phong trào Duy Tân đầu thế kỷ 20 là một quá trình chuyển biến về tư tưởng cứu nước của Phan Châu Trinh. Từ đấu tranh theo ý thức hệ phong kiến, ông đã chuyển sang đấu tranh theo ý thức hệ dân chủ tư sản. Bước chuyển biến về tư tưởng của ông đã phù hợp với yêu cầu của thời đại và tư tưởng Duy Tân với phương châm khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh ở đầu thế kỷ 20 vẫn còn giá trị cơ bản cho đến ngày nay. Bờ cõi nước Việt, phiêu lưu cùng sử Việt.